Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Văn phòng Chính phủ, kết nối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 63 tỉnh, thành phố và hơn 400 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục đại học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Mặc dù chịu tác động sâu rộng của dịch COVID-19, nhưng toàn ngành giáo dục đã hoàn thành mục tiêu kép trong năm học 2020-2021, vừa tham gia tích cực trong phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, vừa hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục các cấp học và hiệu quả hoạt động giáo dục được nâng lên, đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp là chuyển đổi trạng thái hoạt động của ngành giáo dục gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, tổ chức các hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại địa phương. Tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát. Năm học qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Đà Nẵng đã triển khai những hoạt động kịp thời về công tác phòng chống dịch, đi liền với đảm bảo công tác chuyên môn, xây dựng, nâng cấp, mở rộng mạng lưới trường học, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua một số chính sách mới, đảm bảo các chế độ chính sách thường xuyên cho nhà giáo, người lao động và học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo đang phối hợp chuẩn bị kịch bản khai giảng năm học 2021-2022, các phương án dạy học trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.